Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ và linh mục của Chúa. Quý vị đang theo dõi chương trình Phụng vụ Thánh do Trung tâm Mục vụ Đa Minh phụ trách và các cha Đa Minh Việt Nam tại Đại Hải Ngoại. Và chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân. Vâng, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, thế là chúng ta đã bước vào tháng 5 và những ngày vừa qua tại Houston, Texas, một sự kiện vô cùng đặc biệt đó là chúng ta có Đại hội Thánh Mẫu Đức Mẹ Lava kỳ 11 đã được diễn ra hết sức tốt đẹp trong trật tự và bình an. Phải nói rằng 3 ngày vừa qua chúng con phải nói là thứ nhất là tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria Thánh Cả, Giuse và các thánh đã cho chúng con một cái thời tiết rất ư là thuận hòa. Và kế đến là chúng con cũng phải nói đến năm nay chúng con rất là may mắn trong cái thánh lễ Chủ nhật, thánh lễ bế mạc như vậy thì có Đức cha Italo là tân giám mục của Tổng giáo phận Galveston Houston là chủ tế. Và bên cạnh đó chúng con còn có thêm một đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp từ Việt Nam sang. Ngài trước kia cũng là dòng Đa Minh của chúng con, bởi vì chúng con rất là vui khi một thánh lễ là mà chúng ta thường thường một thánh lễ mà có một đức giám mục đó là vui khoái chí lắm rồi, mà đằng này chúng ta có tới hai đức giám mục, mà rồi chưa kể còn biết bao nhiêu ngàn giáo dân đổ về nữa. Và những cái chương trình như là thả bong bóng lên trời, năm sắc hoa, rồi tất cả những hàng ngàn những bong bóng lại bay lên trời túa lên như vậy, rồi những tiếng reo hò. Phải nói là mặc dù hôm nay là thứ ba, là sau 2 ngày rồi con cũng mệt lắm sau cái mấy ngày đầu Thánh Mẫu La Vang, nhưng mà chúng con vẫn cảm thấy văng vẳng ở đây những tiếng reo hò mừng rỡ của tất cả mọi người, như là tung hô mẹ Maria, ở đâu đâu cũng rất là nhiều niềm vui. Rồi năm nay chúng con cũng ngoài cái thánh lễ đặc biệt là đầu tiên, đó là thời tiết tốt đẹp, không có một tí mưa nào cả, trời sau là đến 2-3 giờ là trời ơi mưa tầm tã, mưa mà sấm chớp đi đùng ở đây luôn, mà tất cả mọi người phải ngưng công việc dọn dẹp lại rồi sau đó mới dọn dẹp tiếp được. Thành ra chúng con nói thật, đúng là Chúa vẫn nói, chúng ta vẫn hay nghe là làm bởi chúng ta mà ban bởi Chúa, Chúa ban thì mới được. Thành ra đầu tiên, rồi thứ hai là có thứ hai đức giám mục làm lễ bế mạc cho chúng ta, dâng lễ bế mạc cho chúng ta. Rồi thứ ba nữa là năm nay chúng con có số người đến tham dự Đại hội Thánh Mẫu hành hương ở lại trong cái ngôi trường mới của chúng con đông hơn mọi khi. Chúng con có ít nhất là 150 người đã ở trong cái ngôi trường mới như vậy. Thành ra chúng con thấy, chưa chúng con đã thấy lời rồi, mình xây lên mà nó được sử dụng một cách thỏa đáng như vậy là chúng con cảm thấy rất là vui. Thành ra đây là cũng là một cái điều mà chúng con hết sức vui mừng và mừng rỡ. Nhưng mà thôi, không để cho đây là không phải cái chủ yếu của chương trình là như thế, nhưng mà con cảm thấy cái niềm vui đó, người ta nói rằng khi mình có nỗi buồn đó, mình nhớ chia sẻ với người khác để nỗi buồn nó vơi đi một nửa. Khi mình có niềm vui mình chia sẻ với người khác thì mình tăng đôi, chứ không phải khoe khoang đâu. Con chỉ muốn cái niềm vui của con nó chia sẻ và nó được tăng đôi lên như thế. Và không để mất thời gian cho mọi người nữa thì ở đây chúng ta cũng đã bước vào cái tháng 5 có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Thành ra chương trình Phụng vụ Thánh ngày hôm nay xin được giới thiệu đến một lần nữa đến tất cả quý cụ, kim bà và anh chị em. Đây, linh hồn của chúng con là cha bề trên tu xá Giuse Đinh Văn Nghị. Chúng con xin kính chào cha bề trên. Vâng, con trời kính chào cha xứ, kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Cùng với niềm vui của cha xứ thì những cái chuyện gì xảy ra bên ngoài thì quý vị vừa nghe nơi cha xứ xong. Thứ hai nữa là cũng có nhiều cái video lên, con thấy rất là đáng coi. Riêng con á, thì con thấy rằng trong những ngày vừa rồi thực sự ra con cảm thấy rất là sốt sắng. Con thấy lời Đức Mẹ hứa, đây là cái tên mà đại hội mà cha gọi là Đại hội Thánh Mẫu Mẹ La Vang, đúng không? Dạ vâng. Đấy, như vậy đó thì để nhớ lại cái lời của Đức Mẹ nói với dân chúng, nói với dân Chúa, dạ, nói vâng, với con cái của Ngài rằng Mẹ đã nhận lời chúng con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện. Dạ. Con em trong suốt cái những ngày vừa rồi thì con nghe văng vẳng trên tai cái lời của Mẹ hứa tại La Vang. Nhưng mà con phải nói rằng trong cái hoàn cảnh cụ thể với cái Đại hội Thánh Mẫu La Vang này thì con thấy đúng Đức Mẹ đã chuyển một phần nào cái linh địa là vàng quạt tới bên này. Yeah. Như vậy có nghĩa là phải nói một kiểu khác là linh địa La Vang của Mẹ bên Việt Nam đã được trải rộng đi trên thế giới, và giáo xứ La Vang ở đây với linh đài Đức Mẹ trở thành một phần của linh địa La Vang. Yeah. Tất cả bên La Vang Việt Nam là vang đây, La Vang đây chỉ là một thôi. Yeah, vâng. Và vì vậy con nghĩ rằng những cái điều tốt lành xảy ra ở trong những ngày vừa rồi
Và có nhiều khi, có nhiều cái cha đã biết và nhiều người biết đã tạ ơn rồi, mà con tin chắc là có nhiều ơn lành nữa mà chúng ta chưa được biết hoặc là chưa có người nói cho chúng ta nghe. Tất cả thì con thấy rõ ràng lời của mẹ nói rằng mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn mẹ tại chốn này, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Con thấy đúng như vậy thưa cha. Dạ vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Và thật sự là con cũng khi con nhìn qua nhìn lại, con thấy có một niềm vui nữa là năm ngoái cha bề trên bỏ con đi về lễ dỗ mãn tang cho ông cố. Chính vì vậy mà chúng con ở đây không có, cũng thiếu hụt một chút xíu. Nhưng mà năm nay con thấy là có lẽ đây là cái thứ 11, nhưng mà có lẽ là trọn vẹn nhất từ trước đến giờ thưa cha. Và con đánh giá theo cái nhìn của con. Vâng, tạ ơn Chúa. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là chúng ta có kêu, có xin thì Chúa mẹ sẽ nhận lời chúng ta. Đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Giống như người ta hay nói là con có khóc thì mẹ mới cho bú. Thành ra con không khóc thì mẹ tưởng là no rồi, khóc mẹ sẽ cho bú. Thành ra chúng ta Đại hội Thánh Mẫu La Vang tổ chức ra không gì hơn là chúng ta chạy đến với mẹ, chúng ta khóc để rồi được mẹ lại ban ơn cho chúng ta, Chúa lại ban ơn cho chúng ta. Trời thì không mưa rồi, nhưng mà có điều là cũng hơi nóng rồi, là nhiều khi có những người vất vả quá rồi, có những người xỉu, ngất xỉu nhưng mà không có chết. Ngất xỉu nhưng mà không chết. Vâng, thì thôi giờ trở lại với chương trình phụng vụ thánh của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta đã biết rằng cái Chủ nhật này đó là cũng lồng vào cái tháng 5, là một cái tháng rất là đặc biệt, là gọi là Mother's Day. Nó có một cái ngày lễ gọi là Mother's Day. Thì không biết là theo thư cha bề trên thì cái Mother's Day này á, nó có được đưa vào phụng vụ chưa, hay có nên đưa vào phụng vụ hay không, hay là nó đưa vào tới đâu? Tại vì bây giờ nhiều người đang hỏi là ca đoàn hôm đó có được hát những bài về Mother's Day không, thì cha nghĩ như thế nào ạ? Thưa cha, thực sự ra cái ngày hiền mẫu, ngày tức hiền là mẫu. Mother's Day đó, dạ vâng, là cái ngày để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ. Dạ vâng. Thì nếu mà ta chỉ tôn vinh cho các cái người về người mẹ và tình mẹ của chúng ta không thôi, thì cái đó không được hát. Nhưng mà chúng ta không bị cấm, mà còn được khuyến khích là chúng ta cầu nguyện cho người mẹ của chúng ta. Chúng ta có thể nói về người mẹ chúng ta, điều tốt mà người mẹ đã làm cho chúng ta, để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng có thể nói về những cái sự mà lo lắng, những cay đắng của đời làm mẹ, để cầu nguyện cho mẹ chúng ta. Vậy thì chúng ta được quyền hát những bài nào mà có ý nghĩa tạ ơn và cầu nguyện vì những người mẹ, cái đó fine. Đấy, cho nên là chi con thấy rằng đây là cái việc mà chúng ta cần phải để ý. Đó là cái người một lúc nào đó, đặc biệt như là Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở, thời đại bây giờ với hoàn cảnh nhiễu nhiên, với hoàn cảnh rất là bấp bênh về mọi mặt, thì cái điều mà làm cho cái con người có thể ổn định mà tăng tiến, đặc biệt ổn định để giải quyết khó khăn, đấy là những người có tâm tình của người mẹ. Nói chung, Ngài rất là cổ võ cái việc mà cho mọi người biết quý hóa cái gọi là những cái đóng góp và những cái hy sinh, cũng giống như cái sự rộng lượng đặc biệt về con tim của những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ dành cho con cái. Tương lai của thế giới nhất định dựa vào rất nhiều vô lòng của người mẹ. Do đó thì con nghĩ rằng Không được phép cho vào lãng quên. Do đó con nghĩ rằng cái ngày Mother's Day, tức là ngày hiền mẫu, mọi người đều phải cố gắng cử hành ngày này cho đàng hoàng. Những người nào, như những ông bố hay là các linh mục chăng nữa, thì có nhiệm vụ phải giúp cho con cái và những người thuộc về mình cử hành lễ ngày hiền mẫu cho xứng đáng, cho tốt đẹp. Bởi vì cái đó không những mang lợi ích cho con cáo cháu mình, mà lại còn mang lợi ích cho chính mình và cho toàn xã hội. Cho xã hội ngày hôm nay. Vâng, cái xã hội ngày nay như là cha có nói đến, rất là bấp bênh và rất là nhiêu khê. Tại vì sao vậy? Đức tin thì bị khủng hoảng và luân lý thì bị phá sản. Theo đó là theo lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói trước đây 40 năm rồi, mà bây giờ nó đã thực sự là như vậy. Đức tin bị khủng hoảng và luân lý bị phá sản.
kinh khủng quá. Thành ra mỗi người chúng ta hãy cố gắng. Thì con biết rằng khi con còn ở Việt Nam, con qua Mỹ năm 1994, thì cha nghĩ qua Mỹ chắc sớm hơn đó, phải không? Dạ, yeah, con 81 ở 81, trời ơi, cha trước con tới 13 năm. Thì khi năm 94 con qua đây, con mới thấy là đầu tiên nó có cái Mother's Day. Thì con nhớ ở Việt Nam mình không có Mother's Day. Ở Mỹ thì ở Hoa Kỳ này có Mother's Day. Thế thì các đất nước khác có Mother's Day không? Hay là Việt Nam mình có Mother's Day không? Chắc có lẽ lát cha phải khai mào cho chúng con. Nhiều khi có mà mình không biết. Nhiều khi mình trong túi mình có mà mình không biết. Dạ vâng. Nhưng mà thì cha có đấy chứ ạ. À. Bởi vì nói đúng ra đó thì ai mà không có mẹ. Dạ vâng. Cái quan trọng hơn là theo cái bản chất của con người, tự nhiên là mình thương yêu và mình rất quý mến mẹ mình. Dạ. Yeah. Vậy thì đằng này hay đằng kia thế nào mình cũng diễn tả. Cái ông Mỹ đó thì ông ấy có cái là cái hay. Trong thời gian về sau này đó, ông ấy là ông ấy to tiếng hơn, cường quốc mà không có gì làm nhỏ được. Bởi vì ông ấy lại có cái tài gọi là ông đang mới nổ súng đại bác nữa. Vẫn còn cái đấy. Con tưởng là đạo thánh mẫu La Vang xong đấy. Rồi mà cho giờ nó qua đây luôn rồi. Nhất là tivi với truyền hình đó, yeah, làm cho cái văn hóa của Mỹ nó trải ra. Dạ vâng. Rồi thì nhiều khi rồi thì cái việc nó có cái sự hào nhoáng đặc biệt về cái vấn đề thương mại commercial. Dạ, yeah, dạ. Yeah, và rồi nó làm cho nó lan đi các nơi. Nó tiêu thụ. Rồi nó tiêu thụ. Do đó ngay cả cái bên Mỹ cha biết rằng cái việc ngày Mother's Day đó thì do sáng kiến của cái gì bà gọi là Anna Jarvis. Yeah. Đúng không? Dạ vâng. Thì Mỹ đó là cái bà này bà đem bà ấy, bà cố gắng bà đem bà cổ võ cái này để cuối cùng để mà toàn nước Mỹ cử hành. Thì chính bà ấy buồn, bà bảo khi mà chúng tôi cổ võ vấn đề mà tổ chức cái hay là cử hành cái ngày Mother's Day đó là chúng tôi không có ý thương mại hóa như thế này. Yeah. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà để như vậy thì chúng ta như vậy, câu hỏi của cha thì con thấy rằng mình phải đi vô cái tâm tình của con người. Yeah, vâng. Mới được diễn tả rằng không phải là chỉ ở Mỹ không, không phải Mỹ bắt đầu. Yeah, vâng. Một là ngay từ xưa người ta đã có ngày Mother's Day rồi. Vậy nhưng mà chỉ có cái ngày khác. Yeah, vâng. Mỗi nơi mỗi khác. Chẳng hạn như là ở bên Hy Lạp chẳng bên hạn. Bên Hy Lạp phải chứ? Vâng. Ngày về Hy Lạp đó thì người ta có cái đại lễ gọi là tôn vinh nữ thần Cybele. Cái người này đó là gọi là mẹ của tất cả các vị thần ở bên Hy Lạp. Đấy, thì cái ngày mà mừng cái bà này, mừng cái nữ thần Cybele này đó thì tổ chức vào cái thời điểm xuân phân, tức là lúc đó là hoa các nơi nó rở rộ rất là nhiều. Mùa xuân. Đấy, một mùa xuân rồi. Là bây giờ đấy đến khi mà Hy Lạp là xưa phải không? Dạ vâng. Rồi thì La Mã cổ đại cũng có rồi. Dạ vâng. Người ta đã có lễ hội gọi là Matronalia. Dạ. Để mà tôn vinh những thần Juno, cũng là ở đây bà này đó là vợ của thần Jupiter. Dạ vâng. Và bà là nữ hoàng các vị thần La Mã. Dạ. Thì người ta cũng đã tổ chức cái lễ hội cũng vào khoảng thời gian đó, tức là theo cái phong tục đó. Yeah. Để mà rồi đặc biệt hơn nữa là trong cái ngày này thì không những rằng mừng cái vị thần Juno, nhưng mà cũng còn nghĩa là ngày hôm đó cũng con cái đến tỏ lòng biết ơn và tặng quà cho mẹ nữa. Yeah, vâng. Đấy. Thì bây giờ đó thì nó đúng là ở bên cha nhớ là Mother's Day. Yeah. Ở bên Mỹ và một số theo Mỹ thì người ta cử hành vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Yeah, vâng. Nhưng mà cha nhớ cái kỳ mà phục vụ thánh mấy lần trước đó thì ở bên England, tức là bên Anh và một số các nước thuộc Liên hiệp Anh, người ta không có làm Mother's Day vào ngày đó. Mà có một ngày khác. Ngày khác. Dạ vâng. Người ta gọi là Mothering Sunday. À. À, nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái ngày hôm đó người ta đóng góp cho nhà thờ chính tòa, cha nhớ không? Dạ. À, vì nhớ tới nhà thờ chính tòa là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong giáo phận. Dạ vâng. Người ta đưa đóng góp vô đấy. Thì người ta cũng nhớ mẹ chúng ta luôn. Dạ vâng. Do đó có con cô ấy vào, tức là cái đó vào ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay. Yeah. Đấy, như vậy thì như vậy tóm lại là những cái ngày đó con người đó hễ mà có dịp là người ta lại tỏ lòng quý hóa và biết ơn mẹ người ta. Yeah, đấy vâng. Là con nghĩ trong cái tâm tình tự nhiên là con người thế cha. Yeah. Đấy.
Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều. Vậy là không phải chỉ có Hoa Kỳ chúng ta mới tổ chức Mother's Day, nhưng mà trước đó vài trăm năm, vài ngàn năm cũng đã tổ chức rồi, từ ngay từ là Hy Lạp là một cái chiết cổ Hy Lạp là một cái đế quốc rất là mạnh, cường quốc rồi. Rồi La Mã, tất cả những cường quốc họ đã có cân nhắc, người mẹ đã nhắc nhở cho tất cả thế hệ đều nhận ra cái công ơn cũng như là của người mẹ rất là nhiều. Để rồi từ đó chúng ta cũng đã thấy rằng Mother's Day một lần nữa sắp sửa rồi, Chủ nhật tới nay là Chủ nhật thứ hai của tháng 5, chúng ta sẽ có ngày Hiền Mẫu để chúng ta tổ chức, chúng ta mừng. Rồi nhưng mà thật sự đó thưa cha, là cái như là tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta nó trả lời cái là nó quảng bá cái gọi là tiêu xài tiêu thụ, thành ra là chính vì vậy mà sau này nó mất ý nghĩa, chứ thật ra ý nghĩa từ đầu như là cha nói đề cao đến cái công ơn của người mẹ, đúng không mẹ, cha? Đúng rồi. Vì do đó đó thì con nghĩ rằng cái ngay cả không những là cái cổ đại, dạ vâng, nhưng mà ngay cả thế giới không phải Kitô giáo, dạ vâng, nó không chịu ảnh hưởng của Mỹ, vâng, người ta vẫn có những cái Hy Lạp đâu phải là Công giáo đâu, Hy Lạp đâu Công giáo, dạ vâng, đâu, La Mã mà giáo. La Mã, bây giờ nói về vấn đề dân Ả Rập chẳng hạn, dạ vâng, đâu 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 vâng, có phải là theo Mỹ đâu, đúng rồi, nhưng mà người Ả Rập ta là Hồi giáo đấy rồi. Đấy và tất cả các nước cả Ả Rập nói chung đó là những người theo Hồi giáo đó, ngay ở bên Asia tức là bên Á Châu cũng như bên Phi Châu thì người ta cũng có ngày Mother's Day riêng của người ta, vâng, đó là ngày 21 tháng 3. Oh, đặc vâng, biệt vậy đấy chả, oh, vâng, là sớm là hơn mình, sớm hơn mình, là bởi vì khi mà hoa nó nở rộ lên, đấy, thì tại những cái vùng đó nó ấm hơn phải không chứ? 21 tháng 3 là 21 tháng 3 bắt đầu là nó nóng, nó nóng lên, dạ, vâng, đấy, bởi vì vì những cái đất nước đó là mùa đông nó cũng lạnh lắm, dạ, vậy, rồi thì mùa kia đó thì là nó mùa xuân đó thì nó ấm lên, nhưng mà đến tháng 5 là nóng lắm rồi, đấy tháng 5 thì nóng cực kỳ rồi, là do đó đó thì là người cái nói chung đó thì mỗi lần mà thấy cái mùa xuân nó lên là có liên quan tới sự sống, mà có liên quan tới sự sống nở rộ, việc đầu tiên người ta nhớ tới là người mẹ. Ta nhớ tới người mẹ, dạ vâng, là bởi vì hầu hết người ta coi gọi là giống như cái kiểu mà Á Châu mình nói thế cha, dạ vâng, là trời là cha, đất là mẹ, mẹ. Vâng. Đấy, người ta cứ nhìn thấy cái đất mà xanh tươi lên, người ta mẹ. Nhớ tới người mẹ của người, dạ ta vâng, này. Do đó thì nói chung là cái dân Ả Rập đó là người ta mừng vào ngày 21 tháng 3. Nhưng mà cái kiểu mà họ hay lắm là nhờ người mẹ, mà người cái những cái dân Ả Rập người ta cũng bảo rằng ở trên đời này không phải chỉ có người mẹ mình không, nhưng mà mình cũng nhận được tâm tình của người mẹ ở nơi những người mẹ khác. Vâng. Chẳng hạn như grandmother, đúng bà rồi. Nội bà ngoại, đúng cũng rồi, mang cái tâm tình đó. Do đó thì nhờ người mẹ mà cái lòng quý mến đối với tình mẫu tử, dạ vâng, hoặc đối với tình của người phụ nữ dành cho mình thì được trải rộng khắp nơi. Vâng. Đó, do đó thấy người Ả Rập người ta cũng quý hóa, tỏ lòng kính mến grandmothers, hoặc dạ vâng, là ngay là thí dụ như là bố mẹ đỡ đầu chứ họ, dạ chơi vâng, cái vào cái đợt này luôn. Đất, nhưng mà dạ, cái dân này thì có cái rằng bởi vì cái hoa nó ít lắm, vâng, mà họ cũng không quan trọng mấy. Dạ vâng. Thường thường họ đặt nặng vấn đề ăn uống với nhau hơn, ăn uống với nhau hơn. Nấu cho mẹ nồi chè, làm cái bánh bông lan, làm bánh bông lan, hoặc là con trai đó thì mang thịt tới, con gái thì mang ngũ cốc tới, để rồi cho mẹ nấu nướng cho mẹ ăn. Đâu có, được cho mẹ nấu. Mấy con mới có cái đó. Dạ vâng. Mấy ông Mỹ còn mới có chứ còn không có thì đâu có vậy. Dạ. Ngày Mother's Day nó muốn tặng cho mẹ cái máy hút bụi để cho mẹ hút cho bụi mẹ tiếp. Hút bụi. Quỷ vậy, dạ vâng. Vâng, cái thưa quý ông bà và anh chị em, cháu bà nội tội bà ngoại. Đôi lúc thì cái bà ngoại cũng phải chăm sóc con, nhiều khi còn chăm sóc còn nhiều hơn là cha mẹ ruột nữa cơ. Vâng, rồi đó là chúng ta đã nghe câu chuyện từ Hy Lạp qua La Mã rồi đi Phi Châu, rồi ngay cả về đến Ả Rập rồi Indonesia. Còn nước nào nữa không cha? Có thưa cha, nước nào không nước có, nào không à? Có thì nước nào không có không, Indonesia cha họ lại mừng và đấy đó nó Á Châu hơn, nó vâng, xa cái nó thuộc về Hồi giáo nhiều, nhưng mà nó lại xa cái văn hóa Hồi giáo một chút. Yeah. Thế thì họ lại mừng vào ngày 22 tháng 12. Oh. Trước 21 tháng 3. Oh, bắt đầu là quá tháng 12 rồi. Vì thực sự ra đó thì nó có cái này nữa. Yeah. Là cái tâm tình của con cái đối với người mẹ nó là tự nhiên. Yeah, vâng. Nhưng mà nó cũng có phần về sau này nữa. Là khi mà người phụ nữ đó ra những cái không có còn làm việc ở việc nhà, không phải nội trợ nữa. Nhưng mà tham gia vô phải đi làm.
rồi lại tham gia với cái, những cái công việc làm của xã hội, thì người ta cũng muốn nhắc nhở sự đóng góp người phụ nữ nữa. Do đó thì khi mà nhắc nhở sự đóng góp người phụ nữ như vậy thì người ta mới lập ra cái ngày Mother's Day. Đấy là cái đó là cái hay nhất để nhắc nhở, để mà nói rằng đó là cái sự đóng góp của những người phụ nữ, đặc biệt những người mẹ, cho xã hội và cho con cái trong xã hội, đấy là cái chuyện rất quan trọng. Vì vậy chi thí dụ như là bên Ấn Độ cũng vậy, người ta mừng 10 ngày chứ ạ. Người ta mừng 10 ngày cơ. Là chứ không phải có một Sunday. Đúng rồi, mà người ta mừng từ thế kỷ thứ 16 người ta đã làm rồi. Thì nó vì cái câu chuyện là India là Ấn Độ đó. Vâng. Là cái người con gái mang đi lấy chồng phải không? Vâng. Rồi ngày hôm đó đưa con cái về trình diện với mẹ, khoe rằng đây những đứa con của con. Đấy thì cái ngày đó mà giống như là người mẹ mà để mà là làm cho gia đình được rộng lớn ra, thì cái đó người ta mừng tới 10 ngày đấy chả. Đấy đấy là bên Ấn Độ. Bây giờ sang bên Mễ đi. Bên Mễ thì làm sao? Bên Mễ đó thì họ lại mừng vào ngày cũng gần vào chúng ta, nhưng mà nó có ngày rõ ràng là mùng 10 tháng 5. Và không cần gì phải là vào đúng vào ngày Chủ nhật. Ngày thường cũng chơi luôn. Kể như là ngày lễ nghỉ vậy đấy. Thường thường là vì nó có cái May Cinco đó, ngày độc lập á, thì họ kéo dài ra. Đấy, Cinco de Mayo. Cinco de Mayo đấy. Cinco de Mayo là tháng mấy nhỉ? Ngày tháng năm. Mayo là tháng năm thế. Mayo tháng năm. Tháng năm. Vâng. Cinco là mùng 5 tháng 5. Dạ dạ. Cinco là tháng 5. Đấy đấy, thực sự ra vấn đề chính là như thế này này. Là đây là cũng giống như mấy anh Ấn Độ như vậy đó. Hoặc là bởi vì như hay là kia cái người mà Mexico đó sau thời kỳ cách mạng mà rất là chống cái Kitô giáo, đặc biệt là chống hàng giáo sĩ đó. Thì người ta lăn lộn ra ngoài xã hội rồi người ta quên sanh đẻ. Hèn chi rồi phải tổ chức cái việc mà mừng, gọi là không phải mừng người mẹ cho nhiều, mừng cái motherhood, mừng cái sự làm mẹ. Nếu cái việc quan trọng người phụ nữ sanh con, cái tình mẹ, cái việc mà sanh con á, người ta đặt nặng cái vấn đề đó lên, phải nêu cao lên để cho người ta chịu khó sanh. Đấy, cho nên là chi ngay bây giờ đó là có nhiều người không muốn sanh. Đúng rồi. Còn nếu mà cần thì đi xin con thôi. Hoặc là còn không có sợ đau đớn thì cho vô VIF đó. Là IVF đó, là intro. Vậy đó. Thì ở trong cái ống nghiệm đó, thì cái đó thì là thực sự ra là cũng phải trả giá rất là nhiều. Đấy, bên Mexico là có cái ngày Mother's Day, và vì lý do đó là vì sanh con không đủ. Đấy, ở bên Germany cũng vậy chạ. Ở bên Germany vậy, sau Thế chiến thứ nhất á. Germany là bên Đức đó. Bên Đức đấy. Là chết nhiều quá. Vậy thì người ta bên Pháp cũng thế luôn. Là người ta mới đề cao cái người mẹ để cho họ chịu khó sinh con. Còn nghĩ cái đó nó cũng được nhưng mà không có tốt mấy. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà con thấy người Đức, con coi phim của Đức, thấy người Đức người ta khô khan chứ, như người đàn ông á chứ. Nó là tình báo Đức rồi, mặt mày nó giống như là con thấy cái người Đức đấy, nó không có. Đấy phim nữa cha, chứ còn phụ nữ Đức cũng đẹp. Đẹp không? Đẹp còn lắm. Con nhìn con chưa biết. Dạ. Nhưng mà nó đúng là về già thì họ cũng đẹp hơn. Cái người đẹp mà cái dân người ta nói vậy thôi. Nhưng mà con thấy cũng đúng. Cái người phụ nữ Ý đó, khi nó còn trẻ nó đẹp lắm, khi lớn nó ăn nhiều quá nó sồ sề, nó xấu, ăn đậu nhiều quá. Cái anh Germany đó thì bởi vì cái người họ thực sự họ cũng có tính khô khan, nó có nhiều người cũng đẹp lắm, nhiều người đẹp, nhưng mà họ vẫn giữ nguyên như vậy. Tình báo Đức mặt lạnh lùng lắm. Người già họ cũng đẹp lắm ạ. Người Pháp lại đẹp. Như Đức cái thì bà gì Chancellor đấy. Angela Merkel đấy. Đây là bà ấy cũng đẹp vậy. Đúng không? Người phụ nữ Pháp ấy thấy bảo đẹp từ đầu tới cuối. Từ đầu nuôi già rất là chỉnh chu. Thì khi già họ vẫn còn chỉnh chu. Nhưng mà nói chung là còn có ý nói rằng nhiều khi bây giờ người ta mừng cái Mother's Day theo cái kiểu rất là ích kỷ.
Người ta mừng lễ để cốt ý khuyến khích người phụ nữ sinh con. Promote cái đó cái thôi. Đó cũng là cái hay. Dạ, vâng. Nhưng mà thực sự là nó không phải là ý nghĩa dạ, đúng của rồi. Của cái Mother's Day thưa cha. Dạ. Mother's Day đó là đặc biệt nhắc nhở về cái tình người mẹ dành cho con. Dạ, vâng. Vậy thôi. Chấm vâng. hết. Đúng rồi. Nhưng vì vậy chứ con nghĩ rằng với cái người Nhật Bản á thì họ làm rất hay chả. Dạ, vâng. Rất hay ở cái chỗ là sau cái thế chiến thứ hai đó là dân Nhật thua trận. Dạ, vâng. Rồi thì đất nước đi vào cái tình trạng rất là khốn đốn. Dạ, vâng. Thì cái người mọi người đều biết rằng bây giờ đàn ông đó là đâm đầu vô chiến tranh, dạ, vâng. chết nhiều mà làm cho xã hội nó ra như vậy. Dạ, vâng. Thì bây giờ cái người cứu cả xã hội, đặc biệt cứu con cháu, cứu cả một cái tương lai của đất nước, không ai phải, khác ngoài người mẹ. Không phải là đàn ông nữa, không mà phải là người đàn phụ ông nữ. Nữa, nhưng mà người phụ nữ. Dạ, vâng. Vì vậy chi rồi thì cái người mà cái sau cái ngày Mother's Day, sau cái thế chiến thứ hai đó, thì người Nhật đó là người ta rất là trọng người mẹ. Là trọng người mẹ. Vâng. Rất là trọng người họ mẹ. Họ có một cái ngày nào đó không thưa cha? Họ cũng có cái ngày mà con cũng và cũng vào nó không kỳ có giống vào như tháng là 3 đó, con nhớ cái cũng dịp nào đó vào coi tháng chừng 3. nó giống gì Ả Rập à? Ả Rập 21 tháng 3 hả? Tháng 3 con không biết, con không nhớ exact ngày nào, nhưng nhưng con mà biết chắc nó vào ngày tháng 3. Tháng 3 cũng hay cha, tại bên Nhật hoa anh đào nó nở Đấy, nó rộ nở đẹp nhiều lắm. lắm. Thì cũng vào, con nhớ là cái hễ mà muốn cho cuộc sống nó triển nở lên thì cần phải có người mẹ. Có người mẹ. Và đây cũng là cái mà họ làm này. Tức là bởi vì vì để cho những người con khi nhìn những người mẹ là nói về vấn đề cả sống cả chết nữa. Dạ, vâng. Do đó thì cứ mỗi một khi mà đến ngày Mother's Day đó thì những người nào còn mẹ như cha dạ. đó thì người ta biếu mẹ ở biếu 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 mẹ mình đó, nếu mẹ còn sống thì biếu một bông hoa carnation dạ, vâng. hoặc là hoa hồng màu Dạ. đỏ. Dạ. Carnation là bông cẩm chướng đó. Không biết là cái gì, bông Con cẩm chướng bố cả. con gọi là bông cẩm Dạ chướng. vâng. Còn những cái người Hoặc bông nào hồng mà đẹp mẹ lắm. đã qua đời rồi, Dạ vâng. đó như con chẳng hạn, thì người ta sẽ biếu cho một cái hoa màu trắng. Màu trắng. Đấy. Bông hồng cũng được, hoa anh đào Bông hồng cũng được, bông nhưng hồng mà cũng là màu trắng. màu trắng. Cái này nó được 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 chuyển sang bên bên Việt Nam. Dạ vâng, đúng rồi. Cái bông hoa đó thì cái người 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 Thái họ cũng dùng dùng bông hoa. Dạ Nó vâng. gọi là hoa còn đọt mái ma lý, cũng là bông bông trầm hướng đấy chả. Dạ vâng, cầm Thì chướng. bông cẩm chướng Cầm chướng dạ vâng. carnation đó. Dạ dạ. Carnation, Đó. carnation dạ Nó gọi là đọt mái ma lý. Dạ vâng. Thì nói chung ra đó thì cái người người Á Châu còn thấy rất hay hơn. Tức là không có đặt nặng vấn đề ăn uống nhiều vâng. cho bằng cái gọi Mà là cũng tỏ cái không tình có mẹ. quảng bá cái máy đẻ. Không không quảng bá máy đẻ, Vâng. chỉ biết rằng người mẹ của mình thì mình quý mến, mình nhớ nhung, còn sống cũng như đã qua đời. Vâng. Và con nghĩ được người Việt Nam Ừ. của mình đó là Dạ. đặc biệt là Có hả thích cha? hợp. Có. Ừ, có. Người Việt Nam đó thì thực sự cái Mother's Day là con chỉ con nhớ là mãi sau 75 rồi đó. Thì bắt đầu các ông ấy muốn quảng bá cái việc mà mua bán. Dạ vâng. Thì mới đưa Mother's Day qua. Ừ. Còn ngày xưa mình không có. Con nghĩ chắc bắt chước Hoa Kỳ quá. Bắt trước chứ không? còn sau năm 75 cho Ông nghèo không bắt nghèo trước lắm. Hoa Kỳ đâu. Sau 75 bắt trước để mà thương mại thôi. Vâng. Bởi vì vì để cho kinh tế nó lên. Vâng. Đó. Thì lúc đấy Chứ còn nghèo lắm. đấy. Năm Chứ còn 77, người 78 Việt đói. Nam mình đó là cha mẹ và ông bà tổ tiên một ngày cha đố cha biết ngày nào? Tết rồi. Tết. Dạ vâng. Mồng 1 Tết cha mẹ. Đúng, đúng rồi. Đấy. Ừ. Ông bà tổ tiên. Dạ vâng. Đấy, vào ngày đó là con cái tuyệt đối. Đúng rồi. Đúng không? Dạ vâng. Đấy, nhưng mà có một ngày nữa. Ngày nữa những người nào mà theo 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 bên theo Phật đạo giáo á, Phật giáo bên dạ đạo vâng. Phật giáo mà nói chung ra đạo ông bà Ông bà là đi đa số dạ của vâng. ta rồi, Ông bà tổ thì tiên. cũng cũng mượn cái văn hóa của Phật giáo để tỏ lòng biết ơn. Thì thường thường người Việt của mình là mừng ngày lễ Vu Lan Dạ. Rất là lớn cha. Cha nhớ ngày lễ Vu Lan vào tháng mấy không? Rằm á mà, Là ngày rằm rằm tháng 7 đấy. rằm tháng 7 Hàng năm cứ ngày đó. Đó, thì cái ngày đó là cái ngày
mà thực sự lúc bắt đầu đó, lúc bắt đầu đó là một bông hồng cho đấy, thì vào cái ngày Vu Lan là cái ngày ta ra mộ cho những người ta sửa sang cho mẹ cho giết đấy, rồi sau đó rồi mới có cái chuyện gọi là bắt chước cái ông, bắt chước người Nhật. Vâng. Bắt chước mãi năm 1962 mới bắt đầu. Yeah. Là tại 62 bắt đầu tại làm sao vậy? Là bởi vì khi đó là cái thượng tọa gì mà rất nổi tiếng là Thích Nhất Hạnh. Thích Nhất Hạnh. Ông ấy viết cái bài, cái viết một cái tập nhỏ, sách nhỏ, một bông hồng cho em, bông hồng cài áo. Bông hồng cài áo. Đúng không? Thì ông ấy kể cái chuyện của người Nhật, người ta vào cái ngày ngày mà mẹ của người ta đó, người ta mới tặng cho nhau cái bông hồng để nhắc nhở mẹ còn sống hay đã qua đời. Dạ, vâng. Thì cái ông nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đó, thì ông ấy mới hát cái bài, làm được cái bài một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ đấy, đúng ta rồi, nhớ đúng không? Rồi, đúng rồi. Đấy, thì nhờ vậy, vì vậy chi cái bông hồng cài áo từ đó mới trở thành phổ thông chúng ta. Dạ, và đặc biệt là trong cái ngày lễ gọi là lễ Vu Lan của chúng ta. Vâng. Nhưng mà cái quan trọng hơn chúng ta cũng phải nhớ rằng vì trong cái văn hóa Phật giáo như vậy thì người ta mới vì do cái câu chuyện ở trong cái sách gọi là Vu Lan Bổn, tức là cái sách gọi là sách Vu Lan á, thì cái ngày đó là cái ông gọi là cái ông tên ông là ông gì để con quên mất, để ta Kiều Niệm Tử hay cái gì đó nhỉ, ông Kiều... là Mục Kiều Liên. Yeah, Mục Kiều Liên này, ông trong cái ngày mà Vu Lan này đó, thì ông đi tìm mẹ mình, gọi là đang mẹ ông chỉ qua đời rồi, không biết là mẹ đang ở đâu. Thì ông mới tìm thấy, ôi trời ơi, không ngờ là mẹ mình lại đang ở trong cái chỗ rất là khốn khổ, gọi người nhà Phật người ta gọi là ngọa quỷ đấy, nó cũng giống như là hóa ngục, họ không tin vào hóa ngục, về hồng bình đời còn đi kia chỗ hình phạt rồi ấy thôi đó. Thì người mẹ ở trong đó thì bị đói khát hành hạ khổ sở quá đó, thì ông ấy mới đưa cơm tới dân mẹ bát cơm, nhưng mà rồi thì đâu ăn được, không ăn được. Dạ, vâng. Là bởi vì vô trong đấy thì cũng phải chia cơm cho mọi người khác mà bà mẹ không thích. Đấy, vô trong cái hỏa ngục rồi đấy mà vẫn còn ích kỷ, Dạ, vâng. Thì ngay cơm người ta đưa cho vẫn còn bị gọi là thành lửa luôn. Vâng. Đấy. Đúng rồi. Do đó thì là về nhà Phật mới ông Phật mới nói với ông Mục Cù Liên, ông bảo là bây giờ đó, nếu mà như vậy đó thì phải nhờ tất cả các Bồ Tát để giúp cho, và sau đó là cả dân chúng đó, là đều phải ngày hôm đó giúp cho các vong linh đói tất cả, và giúp cho những người, các linh hồn gọi là các cô hồn á, giúp những cái hồn không ai giúp đỡ đó, phải giúp cho họ hết tất cả như vậy. Xong rồi. Thì bố mẹ cũng được nhờ vào đấy, bởi vì như vậy là không còn bị giành giật nhau nữa, anh chị để có thể được siêu thoát hơn. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn cha rất nhiều. Đó là chuyện của nhà Phật, nhưng mà còn đến công giáo của chúng ta thì đây là chương trình Phụng Vụ Thánh. Thưa cha, thì nhà nãy cha đã có nói rồi, trong thánh lễ Chủ nhật này thì tất cả các ca đoàn nếu có thể hát về một người mẹ của mình với tính cách như là cầu nguyện cho cha mẹ của mình, như là chúng ta nói lên những lời cảm ơn, cảm kích vì cha mẹ đã một đời hy sinh, những người mẹ đã một đời hy sinh cho chúng ta, thì được phép hát trong nhà thờ. Còn những chuyện khác như là tính cách như là phô trương hoặc cái gì đó thì chúng ta không có hát trong nhà thờ được. Nhưng mà rồi trong phụng vụ thánh của mình thì tháng này cũng gọi là thấy mình, người ta mừng, có người mừng có một ngày, có mừng 10 ngày, nhưng mà riêng chúng ta ngày tháng này cũng ta mừng nguyên Đức Mẹ nguyên một tháng hoa luôn rồi chứ. Ở Việt Nam mình đấy chứ ạ, cái tháng hoa đó là trở thành cái thương hiệu của tháng năm. Vâng. Cứ nói đến tháng năm là tháng hoa. Và tháng hoa luôn. Tháng hoa Đức rồi, Mẹ. Tháng Đức Mẹ luôn. Hầu tháng như, vâng, tháng hoa Đức Mẹ. Và chỉ có Việt Nam, thực sự ra đó thì là trong giáo hội đó, truyền thống là dâng hoa cho Đức Mẹ thì bao giờ cũng có. Mình cứ bị ảnh hưởng bởi đất nước nào không cha? Chẳng hạn như các cố mang đạo vào trong mình như là Tây Ban Thực Nha, sự ra đó thì bắt đầu đó là ở nước các cố của Bồ Đào Nha. Dạ vâng. Vì cái đất Bồ Nha đó nó gần ấy hơn, gần biển hơn. Dạ vâng. Đó thì nó có nhiều đẹp hoa hơn. Nó đẹp. Do đó thì là người ta tổ chức dâng hoa.
Nhưng mà sang Việt Nam đó là cái việc dâng hoa cha không thấy ở đâu có. Dạ vâng. Và vì vậy chi khi mà tất cả các đức giám mục ở Hoa Kỳ này khi đến thăm viếng các cộng đoàn Việt Nam vào tháng 5 mà các em dâng hoa thì rất là thích. Dạ vâng. Bởi vì phải rất cẩn thận. Là bây giờ con thấy bây giờ dâng hoa thì nhiều khi người ta để ý đến những vũ điệu làm cho cái ẻo lả này nọ kia chú trọng đến con người nhiều quá. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà dâng hoa kiểu Việt Nam đó là chú trọng đến cái việc là qua cái hoa mà dâng tấm lòng lên Đức Mẹ. Đúng rồi. Cho nên là chi khi mà múa như vậy thì hầu như là tất cả mọi cái chuyển động, tất cả mọi cái hoa đều hướng về Đức Mẹ cả, chứ không có kiểu múa mà làm cho người ta quy chỉ chú ý đến người múa. Cái đó rất là phải để ý. Chú ý đến diễn viên vâng, là xong rồi. Vâng. Về sau này đó thì con thấy rằng ở bên Việt Nam, nhất là đám trẻ nào đó mà được các sơ huấn luyện tốt hoặc là các thầy huấn luyện tốt thì nó dâng hoa rất là đẹp. Đúng và rồi. Rất có ý nghĩa. Đúng rồi. Ở bên Mỹ này đó là đi học cái thói giấc này nọ chưa, vì chắc cũng không có giờ mà tập tành, nói chi đến cái giờ gọi được huấn luyện ý nghĩa dâng hoa làm sao. Đấy, thì nói chung ra đó thì là đối với người Công giáo Việt Nam chúng ta, tháng hoa là tháng dâng hoa cho Đức Mẹ. Không biết là chỗ cái xứ cha bên Việt Nam làm sao, còn xứ con ngày xưa con Bùi Phát hoặc là ở dưới kênh Năm đó là cứ tuần nào cũng có mong các cái đoàn hội đúng mà thay phiên nhau mà dâng hoa. Mà dâng hoa nó gồm có hai cái chạ, nó gồm ba cái. Cái thứ nhất là sao kiếm hoa cho đẹp, đấy, biết trang hoàng hoa. Thứ hai phải có bài hát cho nó thích hợp. Đấy, và thứ ba nữa là chọn nó cái người. Tập múa chọn người làm sao để cho nó sốt sắng. Đấy, mặt chứ, phải tươi. Mặt phải tươi mà rồi thì làm sao rồi? Vâng, mà ăn mặc rất là kín đáo rồi, nữa. Tuy rằng mặc áo dài nhưng mà rất là kín đáo tất cả mọi sự như vậy. Đó thì như vậy đó thì con nghĩ rằng cái tháng hoa dành cho Đức Mẹ đây đó là cũng ở trong cái chiều hướng đó. Thì chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu, ngày các bà mẹ chỉ có một ngày thôi. Vâng. Nhưng mà đối với Đức Mẹ là người mẹ trên trời chúng ta thì chúng ta dành cho mẹ suốt một tháng. Vâng. Nhưng mà cái hay trời. Dạ vâng. Cái lịch sử cái việc dâng hoa này đó là thực tế là không phải là gần đây. Vâng. Đó. Thì mãi thế kỷ thứ 14 tức là năm 1300 bao nhiêu đó. Dạ. Cha nhớ rằng chân phước Henry Suso. Dạ vâng. Henry Suso là cái ông rất nổi tiếng ở trong phòng mình đó, cùng với Tauler rồi cùng với cái trong dòng Nam Minh luôn hả cha? Trong dòng Nam Minh. Dạ vâng. Ba ông đấy. Là ông nào còn nổi tiếng hơn tự nhiên quên rồi ta. Ba ông tức là cái trường phái Đa Minh của Đức đó. Nhà Đức. Là chân phước Henry Suso dòng Đa Minh đó là cứ vào ngày đầu tháng 5 là ngài khởi xướng cái việc trang hoàng muôn hoa quanh tượng Đức Mẹ. Đấy là ngay cái thời đó là người ta đã vậy rồi. Là bởi vì cái tháng 5 ở bên Âu Châu đó là tháng cái hoa nó rất là nhiều. Dạ vâng. Thì người khuyến khích cho mọi người, đặc biệt trẻ em đi thu lượm các bông hoa. Bây giờ mới commercial. Dạ vâng. Người ta trồng để mình ra mua chứ ngày xưa thì phải ra đồng mà lượm. Do đó đó thì là cái thời đó đã làm như vậy rồi. Và cứ vậy cứ tiếp tục. Rồi đặc biệt ở trong các cái dòng tu kín đó, là họ mới khi dâng hoa như vậy thì các sơ với các thầy trong dòng kín ấy mới viết những bài hát về Đức Mẹ rất là thánh thót để khi dâng hoa dân chúng có bài mà hát. Đấy, rồi từ cái những cái việc như vậy mà cuối cùng thành cái việc dâng hoa sang bên Việt Nam. Ui trời ơi, thì trở thành một cái truyền thống quá tốt đẹp thì vậy. Vâng, nói tháng chúng ta đã thấy là trong tháng năm này có một cái đặc biệt, đó là người mẹ được nhắc đến, được để chúng ta tôn vinh. Những người mẹ trần thế của chúng ta đã sanh chúng ta ra, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, rồi lo chúng ta cho đến ngày hôm nay. Ta nhớ đến còn sống như đã qua đời. Và riêng tháng hoa này cũng là tháng năm, tháng hoa kiến Đức Mẹ. Thì giờ đây chắc chắn là chúng ta thay đổi chương trình một chút xíu. Chúng ta sẽ cùng với nhau kết cao lời hát của tháng Đức Mẹ, bài hát tháng Đức Mẹ do nhạc sĩ Hải Linh và Minh Đệ đã sáng tác cho chúng ta. Xin kính mời cha và mọi người chúng ta cùng hát theo. Thank you.
Vâng, mặc dù hoa muôn sắc chúng ta dâng lên trước tòa như là cha Nghị đã nói, ở khắp mọi nơi sau một cái truyền thống tốt đẹp của Công giáo chúng ta là dâng hoa lên Đức Mẹ. Chung quanh từ Đức Mẹ có đầy các loại hoa nhưng mà vẫn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình. Mẹ vẫn tươi hơn hoa muôn loại ngàn loại hoa. Vâng, đó là cái bài phục vụ thánh ngày hôm nay. Con đã rất là vui khi mà được cha bề trên Tu Xá, cha Du Sa Đinh Văn Nghị đã đến với chương trình của chúng ta để hôm nay ta hiểu về cái ngày hiền mẫu của chúng ta phải celebrate như thế nào, cho không phải chỉ là hình thức hoặc là như là sai lạc cái ý nghĩa của nó, nhưng mà chúng ta phải đặt đúng lại cái giá trị của nó để chúng ta tri ân những người mẹ và chúng ta ghi nhớ tất cả những cái công khó hy sinh và những công lao rất là đầy dày cao như trời như bể của các người mẹ của chúng ta, đúng không thưa cha? Vâng, con nghĩ rằng thời gian nó không có, do đó thì con nhân cái dịp này thì con thấy rằng cái tập tục hay là cái truyền thống mà chúng ta dâng hoa cho Đức Mẹ rất là đẹp. Dạ vâng. Thì chúng ta cố gắng không những làm bề ngoài mà cần phải làm bề trong cho sốt sắng. Đúng như lời mà Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đó, Ngài ban hành một cái thông điệp. Ngài bảo rằng tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Yeah. Đó, Ngài nhắc thêm, đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có với Đức Mẹ, Nữ Vương Thiên Đàng. Dạ vâng. Rồi thì trong tháng này, các Kitô hữu cả ở trong thánh đường cũng như ở nơi tư gia đều dâng lên Mẹ không phải chỉ tấm hoa không, yeah, nhưng mà những tấm lòng của họ là những lời cầu nguyện và tâm tình sốt sắng mến yêu một cách đặc biệt. Yeah. Đó, do đó tháng năm này là tháng của kinh mân côi luôn. Dạ vâng. Đi đường đi đâu chăng nữa, nhớ mà chúng ta đến với Đức Mẹ qua chuỗi hoa mân côi. Đặc biệt hơn nữa là bởi vì là ngày trong tháng này có ngày hiền mẫu, chúng ta đừng quên dâng những lời kinh này cho người mẹ của chúng ta còn sống. Dạ vâng. Cũng như mẹ đã qua đời. Dạ vâng. Amen. Amen. Vâng. Cảm ơn cha rất là nhiều. Mà ngay cả nếu được thì xin chúng ta có biết thường thường làm cái việc cái này hồi xưa ở Việt Nam dễ vô cùng nhưng mà bên đây không làm được. Mỗi tối trước khi đi ngủ trong tháng 5 này, nếu được, chúng ta hãy đọc một kinh lạy cha, 10 kinh kính, 11 kinh sáng danh, kinh lạy nữ vương nó cùng với gia đình chúng ta đi ngủ thôi, không cần đọc nhiều. Con bảo đảm với tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, không tới 2 phút đâu. Ngày chúng ta có là 60 phút một tiếng nhân cho 24 là chúng ta có bao nhiêu phút đồng hồ mà chúng ta khẳng lẽ không dâng lên cho mẹ được 20 phút trong dạ, thưa cha, cha bảo đảm cái đó, con thích bảo đảm kiểu này nữa. Kính mời cha. Nếu mà cứ một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh, lạy nữ vương cả nhà đi ngủ,
gia đình ta không thiếu một ơn nào. Dạ, mẹ vâng. đã hứa rồi. Dạ vâng. Dạ. Gìn giữ được gia đình của chúng ta. Dạ. Vâng. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn tất cả quý cụ bà và anh chị em vì thời lượng thời gian đã hết và cứ mỗi lần làm với cha là thời gian nó không nó cháy hết thời gian. Cảm ơn cha bề trên đã dành thời gian để nghiên cứu về tất cả những cái Mother's Day trên toàn thế giới và chúng con hiểu biết thêm về cái ý nghĩa của này. Và chúng con cầu chúc tất cả những người mẹ trong cuối tuần này cũng được tất cả những người con mang lại nhiều niềm vui, những kỳ chỉ đẹp của những người con dành cho những người mẹ rất là cần thiết, rất là trong những ngày này chúng ta những người mẹ chúng ta xứng đáng nhận những cái lời chúc mừng hoặc là những cử chỉ tốt đẹp từ tất cả mọi người chúng ta. Vâng, con xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Đặc biệt là trong những ngày này, con xin cầu chúc cho những người mẹ được sự êm ấm và hưởng tình thương của con cái và sự quý mến của mọi người dành cho mình. Và chúng ta còn xin một lần nữa nhắc nhở là chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người mẹ của chúng ta còn sống cũng như đã qua đời ạ. Con xin kính chào. Cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người.